Pha chuyền bóng khôn ngoan của Đinh Hoàng Bắc. Ngọc Lung. Tỷ số là 1-0 cho cầu thủ chủ nhà. Cánh phải của Đinh Hoàng Bắc. Nhưng đó không phải là chìa khóa thực sự để đem đến bàn thắng mở tỷ số cho Giới Vĩnh Thanh Bình. Sai sót trong tình huống này thuộc về trung vệ Xuân Nam. Pha đá bóng vào của một cầu thủ áo trắng. Tín vẫn chơi với một phong độ không phải là tốt nhất. Sự thiếu sông sáo của Thanh Lương đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến Hà Nội CB. Vừa rồi là pha xử lý của Thanh Lương. Bóng đã được lý bằng lòng chân trái, sở trường của Thanh Lương đã không thắng nổi thủ môn Đinh Hoàng La. Jonathan đã chủ động nhấc chân để đem đến cơ hội cho người đồng đội ở bên phía cánh phải. Pha lên bóng của Thanh Lương. Xuân Thanh. Đánh đâu? Ở V-League 2011 cho đội bóng thủ đô. Và vừa rồi đáng lẽ ra phải là bàn thắng thứ 3 nếu như cảm giác tiếp bóng của Jonathan là tốt hơn. Mạnh Dũng. Việt Thắng. Dứt điểm. Tỷ số là 2-0 cho đội chủ nhà. Cú đúp dành cho Việt Thắng. Đó là một nỗ lực cá nhân của Việt Thắng khi đã kiểm soát được trái bóng trong khu vực cấm địa của đội khách. Và cú dướn ở thời điểm quyết định đã giúp cho anh có được bàn thắng thứ 3 kể từ đầu giải. Sẽ là trận đấu thứ 2 liên tiếp Giới Vĩnh Thanh Ninh Bình thắng với cách biệt 2 bàn ngay trên sân nhà. Kinh nghiệm và sức dướn của một tuyển thủ quốc gia đã giúp cho Việt Thắng thành công ở pha bóng vừa rồi. Và pha ghi bàn vừa rồi của tiền đạo bên phía đội chủ nhà đã đánh gục sự nỗ lực của